bây giờ là bài chín tư Tỷ chiều số sửa cửa tương với phần sáu bài hai chín quyển hai trước tiên hay nói mary nói luyện tập thế nào má lì xua chấm liền xí. bây giờ là từ đọc chỉ đọc ra tiếng niện niện Âm hán Việt là niệm Đọc ra Niền chu lái Niền chu lái Đừng có đọc ra Biến niền chu lái Biến niền chu lái Đọc xong rồi. Nhìn quá lỡ. 念完了到勾。念完一个故事。念完一个故事。我读完一个故事。我念完一个故事。我念完一个故事。 Hãy nhắc lại từ vấn đề. Quần thí. Mấy vấn đề. Chỉ có quần thí. Chỉ có vấn thí. Hỏi bạn mấy vấn đề, hỏi bạn mấy câu hỏi. Quần ý chỉ có quần thí. 问你几个问题。请重 n 我念完一个故事。我念完一个故事。没问你几个问题。 ẩn ý chỉ có quẩn thí bây giờ là từ đáp đúng trả lời đúng tá tuổi tá tá tuổi tuổi tá tuổi tá tuổi đáp đúng rồi trả lời đúng rồi tù là tát tuổi l là đều trả lời đúng rồi câu tá tùy rồi, câu tá tù là có thể đáp đúng hay không nắng bổ nắng tá tù nắng bổ nắng tá tùy xem bạn có thể trả lời đúng được hay không, xem bạn có thể đáp đúng được hay không. Khán nì Hãy nhắc lại, mình đọc xong một câu chuyện. Ủa nè Hỏi bạn mấy vấn đề. Quẩn ừ, nhí chỉ có quẩn thí. Quẩn ừ, nhí chỉ có quẩn thí. Xem bạn có thể đáp đúng được hay không? Khả ừ, nhí nấng bù nấng tá tuổi. Khả ừ, nhí nấng bù nấng tá tuổi. Bạn đọc xong một câu chuyện. Ní niệm hoài cái cụ sự. Ní hoài cái cụ sự. Cũng hỏi mình mấy vấn đề. Cũng hỏi mình mấy câu hỏi. Yếu hỏi mình chỉ vấn đề. thí. Xem mình có thể đáp đúng được hay không? 看我能不能答对。看我能不能答对。绿色的吊辩法。办,法,办,办法。法。办法。 Bản phả. Không có biện pháp, hết cách. Mấy bản phả. Mấy yếu bản phả. Tôi cũng hết cách. Qua dễ mấy bản phả. mấy bản phả. Biện pháp này. 这个办法，这个办法，b i ệ 什么办法？什么办法？c 变 b i 有什么办法？有什么办法？ biện pháp tốt. Khó bản phá. Khó bản phá. Là biện pháp tốt. Sự gờ khó bản phá. Sự gờ khó bản phá. Bây giờ hãy nhắc lại từ đầu. Mary nói luyện tập thế nào? 玛丽说：“怎么练习？”“我读完一个故事。”“我念完一个故事。”“我念完一个故事。”“好你没个问题。”“问你几个问题。”“问你几个问题。”

mary nói là biện pháp tốt mã lý bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung nhẹ nặng chiêng trùng nhận gửi email sâu email đi ngân hàng chuyển kháng dài ngắn tráng toản tuổi cậu tuổi chó sú cậu. Cách đây bao xa? Lý tròi yếu tuôi yển. Lạc đường rồi. Mí lù lọ. Thứ hai tư sáu. Châu y san ủ. Có biết lái xe hay không? chỉ lái ô tô. Hội bộ khai trưa. Đề cao rất nhanh. Thì cao được khẩn khoải. Cực kỳ nghiêm túc. Phê trắng rẻn chân. Vừa nãy. Căng thái. Qua một lát rồi hay gọi. Quỷ Thi đấu với đội đại diện lưu học sinh 跟留学生代表队比赛。liều trẻ phú Cá và thịt bò 鱼和牛肉。 tiêu hóa không tốt. Xeo khoa bủ khảo. Cảm thấy trống trải. Cảm tạo chỉ mùa. Đi khiêu vũ một chút. Chuy theo theo ủ. Hơn 30 mét vuông. zen súi mỹ sáng chiều đều có ánh sáng mặt trời. tốt thật. 真好。交通 thuận tiện hay không？交通方便不方便？ bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm. thám biên chiều sử tỷ thiết Làm cái gì? Nói một cách tương đối tùy tiện. Cảm sớm á. Chết rồi, tồi tệ. Giao cao. Mong mở ra. khoải tả khai. Câu chuyện nhỏ đều rất thú vị. Xiao cụ sư đều rất có ý nghĩa. Mới xem đến trang 30. Sai khan tao 30 ye. Là muốn cười. Chiều sáng xảo. Luyện tập hội thoại. Lệ Đọc câu chuyện, ý chỉ đọc ra tiếng Nhìn cụ sử. Đáp đúng rồi Tá tuổi lọ Mấy vấn đề Chỉ cứ問題. Biện pháp tốt Khó bản phá